Rồi em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị cái lô trang sen. Trang sen này trồng trong ống nha anh chị. Đó, cái này về mình có thể tháo ra, mình ghép đá vô cũng được nha cô chú anh chị, hoặc là mình để chơi cao gì rất là đẹp. Bông của nó là bông nhiều lớp nha cô chú anh chị, xem nè. Đó, bông của nó rất là nhiều lớp. Loại này sai hoa lắm nha cô chú anh chị, gọi là trang sen ha. Cây rất là đẹp. Cô chú anh chị nào có đang xem thì nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em nha cô chú anh chị, để tiếp tục ra những video mới nhất cho cô chú anh chị xem ha. Cây đầu tiên là mã số 46. Quanh chỗ này là 10. Chiều cao 30. Mã số 46 350 trên bao xỉ. Mã số 46 350. Mã số 47. Mã số 47. Quanh chỗ này là 8. Chiều cao 30. Mã số 47 300 ngàn bao xỉ. 47 300 ngàn. Mã số 48. Quanh 11. Chiều cao 29. Mã số 48 300 ngàn. Cô chú anh chị có thể xem cái mặt hoa ở trên góc phải màn hình nha anh chị. Em để cái mặt hoa cho anh chị xem á. Mã số 49. Quanh của nó là 9. Cao 27. Mã số 40. Rồi đọc giá lại. Rồi mã số 49 350 em bao xin. Rồi mã số 50. Mã số 50 của chú anh chị. Quanh nó là 11. Chiều cao 32. Mã số 50 350. 50 350. Số 51. Quanh cái này là 9. Chiều cao 29. Mã số 51 250. Mã số 53. Quanh nó là 11. Chiều cao 26. Mã số 53 300 nghìn. Quanh cái này là 10. Chiều cao 26. Mã số 54 200 nghìn. Mã số 55. Quanh đó là 9. Chiều cao 26. Mã số 55 300 nghìn. Mã số 57. Quanh chỗ này là 13. Chiều cao 25. Mã số 57 350. Mã số 59. Quanh chỗ này là 10. Chiều cao 25. Mã số 59 250. Mã số 60. Quanh chỗ này là 12. Chiều cao 29. Mã số 60 350. Mã số 61. Quanh chỗ này là 13. Chiều cao 29. Mã số 61 350. Mã số 63. Quanh chỗ này là 10. Chiều cao 26. Mã số 63 350. Mã số 64. Người ấy như này dữ lắm nha anh chị. Cuộn cuộn chứ. Quanh chỗ này là 12. Chiều cao 27. Mã số 64 300 nghìn. Mã số 66. Hoa rất là đẹp của chú anh chị. Quanh cái này là 8. Nhiều lớp. Chiều cao 33. Mã số 66 250. Mã số 67.
quanh chỗ này là 9, chiều cao 30, mã số 67 300 nghìn. Em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô linh sam siêu bông nha cô chú anh chị. Cây này em đã ủ ẩm sống khỏe hết rồi. Em tỉa lại, tỉa cái lá lại bớt. Tại nữa khi vận chuyển em ốp mấy cái giấy vô anh chị, nó có thể dập mấy cái chồi này. Mã số 26. Rồi tiếp tục mã số 26. Cây đâm chồi sống khỏe hết rồi nha cô chú anh chị. Em ủ sẵn chấu xe dừa dưới đây nè. Quanh chỗ này là 12. Như này nó to lắm nè, tại đo không được. Chiều cao 17, mã số 26 300 nghìn. Rưỡi. Mã số 29. Quanh chỗ này là 14. Chiều cao 27, mã số 29 350. Mã số 31. Cây này đẹp anh chị ơi, bài rất là đẹp. Cây đâm chồi sống khỏe hết rồi cô chú anh chị ơi. Hoành 14. Hoành 14. Chiều cao 15. Mã số 31 350. Mã số 33. Hoành cái này 17. Chiều cao 15. Mã số 33 300 nghìn. Mã số 34. Quanh cái này là 14. Chiều cao 17. Mã số 34 300 nghìn. Cái sơn dòng 12 độc giá. Mã số 36. Cái này lùng lực rất là đẹp chị. Quanh 16. Chiều cao 12. Mã số 36 200 nghìn. Mã số 37. Quanh chỗ này là 16. Chiều cao 26. Mã số 37 350. Mã số 39. Mặt hoa anh chị có thể xem nha, trên góc phải màn hình ha. Chiều cao 20. Hành 16 cao 20. Mã số 39 300 nghìn. 300 nghìn. Mã số 40. Quanh cái này là 14. Chiều cao 28. Mã số 40 200 nghìn. 250. Mã số 42. Quanh nó là 13. Chiều cao 18. Mã số 42 250. Mã số 44. Quanh cái này là 13. Chiều cao 23. Mã số 44 300 nghìn. Rồi mã số của chú anh chị ha. Hôm nay em mới về được loại kích rễ của Trung Quốc. Này ổng gài khoảng chừng 1 năm trời rồi, cái biên giới đóng cửa đó anh chị, nên không có nhập hàng được ha. Giờ mới về ha anh chị. Loại kích rễ Trung Quốc này nói chung là anh em đã xài rồi thì đã biết ha, cực kỳ im nha anh chị. Nó rất là im ha. Kích rễ cực mạnh ha. Một gói này là nửa ký 500 g. Đó, em xin giao lưu với anh chị là 200 ngàn, em bao ship tặng nhà cho mình. Rồi về liều lượng thì là một muỗng cà phê đầy á, mình pha với 5 lít nước. Hoặc một gói này nè, mình pha với 300 lít nước ha. Sau đó mình sử dụng được rất là nhiều nha anh chị. Còn sử dụng các loại cây á, này là loại kích rễ này sử dụng được tất cả các loại cây trồng nha anh chị. Như là mai vàng, nguyệt quế, linh sam hay tất cả các loại cây trồng đó. Cây phôi á thì mình liều lượng mình tưới đó là một tuần mình tưới 2 lần. Những cây nào mà sống khỏe thì anh chị muốn cho nó cây nó phát triển mạnh và đều á thì từng mình tưới 1 lần. Mà những cây phôi mới bứng á đó, hoặc là những cây di dời á, anh chị tưới 1 tuần 2 lần ha. Một muỗng cà phê đầy với 5 lít nước nha anh chị. Đó, lâu lắm mới được về, mới hàng nha anh chị, được về có mấy chục gói thôi. Anh chị nào nhanh tay thì còn ha anh chị. Đó là 200 ngàn một gói 500 gram này ha. Anh chị mua cây thì nhớ sử dụng kích rễ anh chị ơi. Nói chung là mình mua cây khi tiền triệu, mà có gói kích rễ này mình xài cả năm trời mới hết nha anh chị. Rồi tiếp theo là em
giới thiệu anh chị cái loại kéo cắt đó, hai cái loại kéo cắt ha. Hàng này hàng công nghệ của Nhật Bản, hàng là em bán là 120.000 một cây, em bao ship tận nhà cho mình. Nó hàng thì em bao bán, anh chị cứ mở ra, nếu mà không bán thì cứ trả lại cho em ha, bao bán luôn. Em cắt thử cho anh chị coi nè ha, nó rất là ngọt luôn anh chị ơi. Nè cây bành kia vẫn gần bằng tay cái em nè, đó nè, mướt rượt luôn. Giá chỉ có 120.000 mà bao ship, nó thật sự là hàng này rất là rẻ. Em đã xài mấy cây rồi, xài cả mấy năm trời luôn mà không có lục, ít rất là lục ha. Nè, chị coi mặt cắt nè, rất là ngọt luôn á đó. Đó. Đó đó, chị xem ha, ngọt ngơ luôn, nhẹ nhàng luôn đó. Là có hai màu, một màu đỏ, màu trắng với một màu đen đó. Anh chị thích chọn cây nào thì em gửi cây đó, chỉ 120.000 em bao ship luôn đó, em bao bán cho anh chị luôn ha. Rồi tiếp theo là cái kéo tỉa nha anh chị, kéo tỉa này hàng kéo Nhật nha, bao sắc bén cho anh chị luôn ha. Đó, này là loại kéo tỉa suông đó, này kéo tỉa dạng kéo tỉa bầu, thì đồng giá là 150.000, 180.000 một cây, em bao ship ha, em bao sắc bén cho anh chị luôn đó. Lấy cái chữ cho anh chị xem hàng mới ha, đây bao sắc bén anh chị. Osaka ha, được nha anh chị. Đó, bao sắc bén ha, 180.000 một cây thôi anh chị ơi. Rất là mướt nè. Này có loại hai loại kéo tỉa nha anh chị. Đó. Cây rất là đẹp. Rồi tiếp theo là hàng mới về, hàng cạp nha anh chị. Có hai loại cặp, cặp tròn và cặp xéo. À, anh chị muốn chọn cái nào chọn ha. Cặp thì một cây là 350.000. Đó, em bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Cũng có hàng của Nhật nha anh chị. Đó, mới nhập về được mớ cây thôi chị ơi. Bao sắc bén luôn. Đó, anh chị xem ha. Lũi nè. Bao sắc bén luôn nha anh chị. Đó, anh chị về cặp ha. Rất là ok luôn anh chị ơi. Nè, nó có chữ in chìm dưới này luôn cho mình luôn ha. 350.000 một cây kiềm cạp nha anh chị. Anh chị muốn lấy cạp tròn hoặc cạp xéo đều được ha. Rất là đẹp anh chị ơi. Rồi anh chị nào cần thì cứ liên hệ với em anh chị. Rồi tiếp theo là em xin giới thiệu với anh chị là cái loại cưa. Này gọi là cưa lách cán gỗ đó, hàng cũng công nghệ của Nhật Bản, bao bén anh chị về mở ra được thử cưa, không bén trả lại em ha. Đó, cây cưa như thế này đó, em giao lưu với anh chị là chỉ có 70.000 đó, 70.000 nha. Mà loại cưa này thì em bán hai cái trở lên em mới ship, hoặc là anh chị mua cùng một cây kéo hay là một gối kích rễ hoặc là một cái cây nào đó thì em sẽ ship cùng với anh chị. Chứ một cây thì em ship không được nha chị. Nói chung là một cây là ship là lỗ tiền ship luôn nha chị. Có nghĩa là chị mua hai cây trở lên thì em bao ship. Một cây là 70.000. Đó, em bao ship cho mình. Nè, em cưa thử cây mai cho anh chị xem ha. Rất là em bao bán luôn ha. Nè đây. Anh chị không biết anh chị có nhìn thấy rõ không ha. Đó, nè. Bao bán luôn. Đó, cưa lách nha anh chị. Đó là những cái lách nhỏ, anh chị coi nè, cái mặt cắt nè. Đó, mướt rượt luôn. Mặt cắt rất là mướt nè. Rất là phẳng luôn á anh chị. Đây cây mai đây. Đó, mặt cắt rất là phẳng luôn. Ha. Đây. Cưa lách. Rất là bén nha anh chị. Chiều dài của cái lưỡi cưa ha. Tầm khoảng 23 cm anh chị ơi. Nè, 22 23 cm. Em ha. Mà tới cái cán luôn chắc cỡ 30 cm. Tính cái cán luôn là cỡ 30 cm, còn cái lưỡi không là khoảng 25 cm nha anh chị. Đó, 23 cm. Đó nè, anh chị nhìn cái lưỡi cưa nhìn gần lại cực kỳ bén luôn ha, nhỏ bén dữ dằn ha, em bao hàng với chị luôn ha. Đó, cưa lách là những cái đầu nhọn nè, những cái chỗ mà anh chị mà cưa lớn mình bỏ vô mình cưa không được á, mình sử dụng cưa này đó, mà cưa cành bự được bình thường thôi nha anh chị, rất là bén ha.
chỉ có 70.000 ha, bao ship luôn nha chị, 70.000 mà anh mua chị hai cây mới bao ship ha, một cây em không bao ship nha chị, hoặc là mua cùng với một cây cưa cây kéo nào đó hoặc một gói kích rễ ha. Rồi hôm nay em về đúng số hàng vậy, cũng cảm ơn anh chị thời gian qua ủng hộ em rất nhiều ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh chị clip sau nha.